Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay có rất nhiều tin tức và đều quan trọng cả. Tuy nhiên, có những cái tin tức liên quan tới những chỉ dấu cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ rời khỏi Bộ Công an để về ngồi trước Chủ tịch nước thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc, để đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Như quý vị đã biết, chúng tôi đã nói với quý vị rằng dự kiến tới tháng 6 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, thưa quý vị, có những chỉ dấu cho thấy việc ông Nguyễn Phú Trọng ra đi nó gần như chắc chắn, và thậm chí ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ sớm hơn. Thậm chí người ta nói cần phải tổ chức bất thường Hội nghị Trung ương lần thứ 5 để Ban chấp hành Trung ương quyết định việc thay thế Tổng Bí thư. Và điều đó có thể xảy ra sau Tết Nguyên đán, tức là vào khoảng từ trung tuần tới cuối tháng 2 năm 2022. Và thưa quý vị, điều đó nó liên quan gì tới những thông tin được cho là chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong những ngày này? Đó là người ta nói trong quẻ Hà Đồ Lạc Thư, người ta bốc cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm Nhâm Dần, tức năm 2002, thì cái tuổi Giáp Thân của ông Nguyễn Phú Trọng có những cái dấu hiệu được cho là ứng với bốn câu như sau. Và người ta nói ai không tin thì hãy chiêm nghiệm và hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tai qua nạn khỏi. Thưa quý vị, bốn câu đó là Giáp Thân đáo hạn Nhâm Dần, có kẻ gian thần tạo phản cướp ngồi, đức lớn thì chẳng sợ voi, còn không có đức ôi thôi nhị tỷ. Thưa quý vị, kẻ gian thần tạo phản cướp ngồi của Nguyễn Phú Trọng là ai? Có lẽ quý vị sẽ đoán ra. Và Nguyễn Phú Trọng có đức lớn hay không có đức thì quý vị cũng đã quá rõ. Và thưa quý vị, những cái điều vừa kể nó liên quan gì tới những cái thông tin truyền thông nhà nước đưa ra cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm thêm hai thứ trưởng Bộ Công an? Và thưa quý vị, theo quy định của chính phủ, Bộ Công an chỉ có 5 thứ trưởng và 1 bộ trưởng, tức là nhân sự lãnh đạo của Bộ Công an chỉ có 7 người. Mà hiện nay, Bộ Công an đã có 7 thứ trưởng, bao gồm Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến mới được bổ nhiệm. Và thưa quý vị, điều đó nó cho thấy có khả năng người ta sẽ tạo điều kiện đưa tướng Lương Tam Quang lên thay thế cho bộ trưởng, hay Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sẽ giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an thay cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Và thưa quý vị, đó là một cái cách theo chúng tôi là biện pháp rút củi đáy nồi một cách tuyệt đối đối với cái vụ tai tiếng Việt Á. Và nếu như ông Tô Lâm chuyển sang giữ chức Chủ tịch nước thì thưa quý vị lại có nhiều chuyện vui để nói chuyện với nhau. Bởi vì nhiều quý vị đã biết, trước trong và sau đại 13, người ta nói lẽ ra ông Tô Lâm được cơ cấu vào cái ghế Chủ tịch nước trong đại 13, nhưng vì ông Nguyễn Phú Trọng ở lại và điều đó cản bước tiến của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm không ngồi vào ghế Chủ tịch nước nó cũng có lý do, đó là ông Tô Lâm đã dính chạm rất sâu vào cái vụ Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG. Và thưa quý vị, qua đó cho thấy ông Tô Lâm có những mối liên hệ đặc biệt với anh em Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ, và người ta nói cũng như Nguyễn Hòa Bình, Tô Lâm rời khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an lúc nào thì người ta, tức là các cái phe nhóm trong đảng, sẽ đưa ông Tô Lâm lên thớt là ngay lập tức. Và thưa quý vị, trong khi đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện những cái thông tin tấn công vào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đó là người ta lôi ra những cái việc trốn thuế của con rể ông Nguyễn Xuân Phúc trong việc mua một cái căn nhà ở Đồng Khởi, Quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, mà gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc mua 20 tỷ nhưng kê khai chỉ có 9 tỷ đồng. Và điều đó có liên quan gì tới cái thông tin Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an làm rõ các vụ việc trốn thuế trong việc mua và bán bất động sản hay không? Không những thế, người ta còn vu khống ông Nguyễn Xuân Phúc
phải chịu trách nhiệm trong cái vụ Việt Á. Thậm chí người ta đưa ra những cái dấu hiệu cho rằng thông qua Nguyễn Công Khế là một cái kiểu kết nối để cho Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt, và ông Nguyễn Xuân Phúc có những sự đồng tình ủng hộ cho cái việc sử dụng tiết kết Việt Á trong việc chống đại dịch Covid-19. Và thưa quý vị, theo chúng tôi, đó là những cái tin tức tấn công vì người ta lo lắng trước khi hết Tổng Bí Thư sẽ rơi vào ông Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải là ông Vương Đình Huệ hay ông Phạm Minh Chính. Thưa quý vị, đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay, tình hình chính trị bất ổn với cái tình hình kinh tế rất xấu, thậm chí giới kinh doanh và rất nhiều những cái người gọi là thuộc tầng lớp trung lưu đã bị ăn đòn trong cái việc đầu tư mua chứng khoán hay bất động sản, và người ta đã sa vào một cái canh bạc bị thao túng, mà những cái kẻ kinh doanh bất động sản như Trịnh Văn Quyết, Phạm Nhật Vượng, vân vân và vân vân là những cái kẻ vừa đánh bạc, vừa chia bài, vừa công bố kết quả. Và thưa quý vị, dù rằng giới trung lưu ở Việt Nam hiện nay người ta đưa hưởng lợi trong cái sự lộn xộn của nền kinh tế, tuy nhiên trong những ngày gần đây, sau cái vị mà Trịnh Văn Quyết đã gian lận cổ phiếu, thì nó đã tạo ra cho thị trường chứng khoán Việt Nam những cái hậu quả đáng kể. Và thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 17 tháng 1 năm 2022, như quý vị đã biết, thị trường chứng khoán Việt Nam có một cái phiên giảm điểm mạnh nhất trong gần nửa năm 2021. Theo đó, chỉ số chứng khoán VNI của sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 1 đã giảm 2,89%, với 446 mã giảm, trong số đó có tới 128 mã giảm, lầu sàn chỉ có 49 mã tăng giá. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán HNX của sàn giao dịch Hà Nội còn thê thảm hơn, giảm 4,61% với 204 mã giảm, trong đó có 49 mã lầu sàn, tức là giảm đến tận đáy, chỉ có 51 mã tăng. Và thưa quý vị, một cái điều đáng tiếc đó là trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 1, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bốc hơi 170.000 tỷ đồng, tương đương với 7,5 tỷ đô la. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là tại sao lại nên một cái cơ sự vào những cái ngày trước Tết này? Và thưa quý vị, có hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng chục ngàn các nhà đầu tư nhỏ lẻ là giới trung lưu đã mất Tết. Và câu trả lời, như quý vị đã biết, đó là do Trịnh Văn Quyết đã tiến hành một cái thương vụ bất chính bán chui 75 triệu cổ phiếu của tập đoàn FLC trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 1. Trong số 175 triệu cổ phiếu của FLC đăng ký để tháo chạy khỏi doanh nghiệp máu thịt này của Trịnh Văn Quyết, mà theo giới phân tích, ông chủ của những cái đồng tiền giao cho Trịnh Văn Quyết sử dụng dưới cái danh nghĩa tập đoàn FLC đã đòi tiền lại. Và thưa quý vị, cái việc rút ván này đã tạo ra những cái hỗn loạn của thị trường chứng khoán và gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam. Đó là lý do nhà đầu tư Trung Quốc, cũng là người bán, cũng là người mua, quyết định để cho tỷ phú ủy thác Trịnh Văn Quyết giảm tỷ lệ sở hữu những cái cổ phần của FLC từ 30,34% xuống 5,7%. Và thưa quý vị, những hành vi lén lút vi phạm pháp luật của Trịnh Văn Quyết cho đến nay vẫn chưa có những câu trả lời dứt khoát. Và động thái như vừa kể đã khiến cho các công ty môi giới chứng khoán họ phải bán tháo cổ phiếu ứng thiết cho các nhà đầu tư của cổ phiếu của họ. Trong khi như quý vị đã biết, FLC 6 mã kết quả là các cái mã cổ phiếu này mất thanh khoản, tức là không có người mua, vì giảm sàn liên tục 6 phiên cho đến nay. Một cái lý do thứ hai đó là việc Tân Hoàng Minh đã bỏ cọc đấu giá khu đất Thủ Thiêm, làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam chao đảo, khiến cho các cái cổ phiếu liên quan tới bất động sản lao dốc liên tục, và các cái công ty môi giới cũng hoảng loạn, họ cũng đẩy mạnh bán các cái cổ phiếu bất động sản. Và thưa quý vị, một cái hiệu ứng tiêu cực như quý vị đã thấy đã lan ra toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam, nó đẩy nhiều cổ phiếu giảm sâu.
Và thưa quý vị, có một điều rất lạ, đó là trong năm 2011, mặc dù tình hình đại dịch COVID-19 gây ra những cái thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế cũng như nhân mạng, vậy mà Việt Nam thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tăng. Đó là một cái điều nghịch lý, có nhiều dấu hiệu là có sự thao túng từ nước ngoài. Theo giới phân tích có thể nói, ông Trịnh Văn Quyết FLC cũng như ông Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàng Minh là các cái tội đồ khiến cho các cái công ty môi giới chứng khoán cũng như các nhà đầu tư đã hoảng loạn, tạo ra một cái làn sóng bán tháo cổ phiếu dẫn đến sập sàn chứng khoán như những ngày vừa qua. Đó là lý do theo giới phân tích kinh tế, chính phủ Việt Nam lẽ ra phải sử dụng các biện pháp chế tài đủ mạnh, đủ tính răn đe để các cái trường hợp vi phạm pháp luật tương tự như Trịnh Văn Quyết hay Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàng Minh không được phép xảy ra trong tương lai, bởi vì điều đó làm thiệt hại tới môi trường đầu tư ở Việt Nam. Và như quý vị đã biết, chỉ một cái phiên giao dịch trong ngày 17 tháng 1 đã bốc hơi 170.000 tỷ. Thưa quý vị, trước khi đi vào cái nội dung bình luận, chúng tôi giới thiệu một số thông tin liên quan mà quý vị có lẽ quan tâm. Thông tin thứ nhất đó là Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày 17 tháng 1 đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn là giảng viên của trường đại học Tôn Đức Thắng với cái tội danh bịa đặt soạn thảo những cái đơn thư cáo giác vu khống nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk ông Bùi Văn Cường, hay còn gọi là Cường Chân Vịt, hiện nay đang giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam. Và thưa quý vị, ở Việt Nam thì cái chuyện sử dụng bằng gian, bằng giả nó là một cái chuyện bình thường. Thì cái chuyện ông Bùi Văn Cường, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, đạo văn một cái luận án tiến sĩ hàng hải, thì nó là một cái điều chúng tôi đã giới thiệu với quý vị trước đây, đó có thể khẳng định là chắc chắn. Vậy mà Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã áp cho hai cái bản án, đó là tiến sĩ Phạm Đình Quý tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù, còn tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn 2 năm 6 tháng tù về cái tội vu khống. Và thưa quý vị, một cái xã hội mà luật pháp không nghiêm minh, luật pháp không xét đúng người đúng tội, cũng bởi lý do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện, người ta là người cáo buộc, điều tra cũng như xét xử, thì cái việc những cái án oan là một cái chuyện dễ hiểu. Và thưa quý vị, tại sao hầu như không có những tiếng nói phản đối đối với những cái vụ việc được cho là không tôn trọng pháp luật và không thượng tôn công lý như vậy? Thưa quý vị, theo chúng tôi, đó là một sự vô cảm của một số đông người Việt Nam, mà người ta không nghĩ rằng nếu không lên tiếng thì kể cả những cái thành phần của giới trung lưu cũng chịu những cái ảnh hưởng như cái vụ đầu tư chứng khoán vừa qua. Bạn bè tôi, những cái lớp đàn em ở Việt Nam hiện nay đã dính đòn rất nhiều trong những cái việc kinh doanh lướt sóng chứng khoán, và đó là cái hậu quả mà người ta mất trắng không chỉ tài sản của họ mà những cái tài sản người ta đi vay không nhỏ. Và thưa quý vị, những người đó bây giờ chỉ còn khóc ròng chứ còn không có tâm trí nào để có thể ăn Tết. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng chúng ta phải có trách nhiệm với những cái vấn đề xã hội. Và chúng tôi cũng nói KTV đưa các cái tin tức tới quý vị với cái mục đích để quý vị thấy rõ hiện tình Việt Nam hiện nay ra sao. KTV là một tổ chức truyền thông đưa các cái thông tin nhanh chóng trung thực. KTV không có chủ trương chống đối bất kỳ thế lực chính trị nào. Và thưa quý vị, trong một cái bài viết có tựa đề Vụ Tinh Thất Bồng Lai cho chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta rất hèn và ác ghê, của Facebooker nhà báo Đàm Ngọc Tuyền. Theo tác giả nhà báo Đàm Ngọc Tuyền, sáng nay tôi ngồi uống cà phê với mấy người bạn, chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi quay về cái chuyện Tinh Thất Bồng Lai. Quay về nơi ấy, vì lẽ các cái bạn ấy vẫn hay đi chùa, các bạn tôi vẫn hay nói chuyện Phật học, nói về đức từ bi, thậm chí các bạn tôi còn viện dẫn bao nhiêu thứ mà chưa hẳn những thứ ấy sẽ giúp cho con người, kể cả các bạn ấy cũng tử tế hơn.
Một trong số chúng tôi bỗng dùng các cớ hỏi mà tôi không tài nào trả lời được. Tôi xin kể lại, biết đâu trong số các quý vị có người trả lời được thấu đáo, giúp trò. Vẫn theo tác giả Đàm Ngọc Quyên, biết đâu ông Thích Chí Quảng đường kìm quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến ông Thích Bảo Niệm làm đại biểu Quốc hội đương nhiệm, còn là một cái công dân ưu tú thủ đô, hay bất kỳ một cái nhà Phật học hay thẩm phán học, kế tác, là những người nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam để kết án cho Tịnh Thất Bồng Lai, lợi dụng Phật giáo để trục lợi bất chính mà bấy lâu nay chúng ta vẫn gặp nhàn nhản. Theo tác giả, bởi vì khi nghe hỏi, tôi tự nhận thấy mình là một thằng hèn, thậm chí là a tề. Trên tất cả lại thương cho mình, ngộ nhận mình không khiếm khuyết, nhưng hóa ra thấy vậy mà không phải vậy. Bạn tôi hỏi tôi rằng, chùa Tam Trúc, chùa Bài Tính là của ai? Của giáo hội hay của tư nhân? Và nếu của giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì cho chứng cứ quyền sử dụng đất, cấp đất cho giáo hội. Nếu là của tư nhân, thế hóa ra tư nhân đang lợi dụng Phật giáo để thu lợi bất chính, giống như người ta cáo buộc Tịnh Thất Bồng Lai hay sao? Nhưng số tiền thì thầy ông nội, nếu có phải gọi tư nhân là chùa Bái Đính là ông tổ của ông tổ của ông tổ của thầy ông nội. Nó là chưa kể tới trụ trì Thích Minh Quang là tư nhân thuê trả lương hay được giáo hội bổ nhiệm, lấy tư cách gì để bổ nhiệm? Tương tự như vậy, vì sao bao nhiêu khu du lịch tâm linh trên đất nước này đều phải gắn mác Phật giáo vào? Thế có lợi dụng tôn giáo để kiếm ăn hay không? Chưa hết, thưa quý vị, theo tác giả Đàm Ngọc Tuyền, rồi một bạn tôi hỏi tiếp, phải chăng chúng ta quá ác, chúng ta quá nạt một đứa bé sẽ cho chúng ta một cái cảm giác an toàn và có thể ướn ngực tự hào rằng chúng ta đã dạy cho nó một bài học, trong khi chúng ta thì rúm nó tới cái mức đớn hèn và im lặng giả vờ không nghe thấy khi một cái gã to lớn đang chỉ mắng cha mẹ mình chăng? Thậm chí còn biết ngụy biện là phải sống và làm việc theo luật pháp bầy đàn. Và thưa quý vị, những cái điều mà nhà báo Đàm Ngọc Tuyên viết ra, nó cũng giống như một cái sự mà nhà nước Việt Nam đối với cựu sĩ quan công an Đại úy Lê Chí Thành. Và như quý vị đã biết, chỉ vài tháng tạm giam, cựu Đại úy công an Lê Chí Thành xuất hiện tại tòa, cho chúng ta thấy từ một cái thanh niên khỏe mạnh trở thành một người thân tàn ma dại, đi phải có hai cảnh sát rìu, do Trần có những dấu hiệu bị liệt. Trong bài viết khi cái ác trắng trợn phô diễn của nhà báo Đoàn Bảo Châu, theo tác giả cách đây không lâu, bài viết của luật sư Đặng Đình Mạnh có lời kể về việc cựu đại úy công an Lê Chí Thành, về việc cậu ấy bị treo trong hầm cất suốt 7 ngày 7 đêm. Thậm chí trước tòa, cựu đại úy công an Lê Chí Thành còn tố cáo nêu tên hai điều tra viên đã tra tấn hành hạ mình. Vậy mà chủ tọa phiên tòa gạt đi và đổ tại đại úy Lê Chí Thành tự gây thương tật cho cá nhân mình. Và trong phiên tòa, ba mẹ của Lê Chí Thành là một người phụ nữ nông thôn chất phác, đã không kìm nén được cái sự bất công lên tiếng phản đối sự dối trá trắng trợn của phiên tòa. Ba mẹ của Lê Chí Thành đã nói lớn, giữa bốn bức tường thì con tôi có thể làm gì để tự gây thương tích cho mình. Như quý vị đã biết, khi còn khoác bộ cảnh phục ngành công an, thì cựu đại úy Lê Chí Thành đã làm nhiều những cái clip live stream tố cáo sự tham nhũng của lãnh đạo trại giam Thủ Đức. Và theo như Lê Chí Thành nói, thực hiện theo lời kêu gọi chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cuối cùng, thưa quý vị, cũng như cụ Lê Đình Kình, Lê Chí Thành bị các cái đồng chí điều tra bắt giữ về những cái tội danh chả liên quan gì. Và kết quả cuối cùng, cựu đại úy Lê Chí Thành đã trở thành một tù nhân tàn phế như quý vị đã thấy. Nhưng một cái điều đáng nói đó là cựu đại úy Lê Chí Thành đã trở thành nạn nhân của các đồng đội cũ của mình ra tay. Theo nhà báo Đoàn Bảo Châu, một việc rõ ràng như ban ngày, đối tượng bị tra tấn đứng trước tòa tố cáo, vậy mà chủ tọa phiên tòa gạt đi và tất cả chỉ như ném đá ao bèo mà thôi. Đó là một cái sự vi phạm pháp luật của cơ quan thực thi pháp luật, nhưng chỉ có vài người lên tiếng phản đối.
Theo tác giả, tôi thấy đa phần con người Việt Nam chúng ta hiện nay rất ngoan và xã hội Việt Nam được cho là rất yên bình. Tuy nhiên, theo nhà báo Đoàn Bảo Châu, tôi chẳng có một cái cảm giác gì ngoài sự bức bối và ghê tởm, thậm chí tôi rất buồn. Đây chính là một cái xã hội mà chúng ta đang trao lại cho con cháu của mình hay sao? Thưa quý vị, cũng nói về những sự bất công, luật sư Ngô Anh Tuấn, một cái luật sư nhân quyền, anh ấy ít giờ viết một status về những cái thân phận con người khốn khổ trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là những cái người nông dân. Và thưa quý vị, chúng tôi hy vọng cái bài viết thân phận những người khốn khổ của luật sư Ngô Anh Tuấn sẽ giúp cho quý vị rút ra những cái bài học cho cá nhân mình. Mà chúng tôi muốn nói đó là mỗi người đang sống ở trong cái chế độ cộng sản ở Việt Nam hiện nay cần phải hiểu mình là ai, cũng như mình đang ở vị thế gì. Thưa quý vị, theo luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết, có một cái vụ việc rất đau lòng diễn ra cách đây không lâu, đó là tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mà luật sư Ngô Anh Tuấn là một cái người bào chữa cho những cái vụ việc vừa kể. Vậy mà tôi, tức luật sư Ngô Anh Tuấn, không có cơ hội để ngăn cản nó không xảy ra, nhưng tôi đã không may mắn. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, 13 trên 13 bị cáo trong một cái vụ án mà tôi bảo vệ đều là nông dân, nghề của họ là làm ruộng. Sự kiện diễn ra trên chính mảnh đất của họ khi mà họ không đồng tình với một cái dự án làm nghĩa trang trên đất làng quê của mình, thậm chí là của họ. Theo đó, vẫn như nhiều các cái dự án khác, chủ đầu tư là những cái kẻ bánh lắm tiền nhiều của, đặc biệt có những mối quan hệ, và cái dự án đó có nhiều điểm sai phạm. Nhưng cách hành xử của bà con nông dân trong tình huống này theo luật sư Ngô Anh Tuấn là không đúng. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, chiều hôm trước khi xảy ra sự kiện, 13 người này được xem là cầm đầu đã về Hà Nội gặp tôi, nhờ tôi giúp đỡ để khiếu nại tố cáo các cái sai phạm của cái dự án vừa kể. Trong cái buổi tư vấn đó, ngoài việc lắng nghe các nội dung liên quan, tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại đối với 13 vị nông dân rằng để đi đến đích phải rất lâu, phải kiên trì đấu tranh bất bạo động, đừng có bao giờ dại dột lấy trứng chọi đá và hậu quả sẽ khôn lường. Trong buổi hôm đó, những người nông dân vâng vâng gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, rồi sau đó xin phép ra về. Vậy mà chiều hôm sau, theo luật sư Ngô Anh Tuấn, tôi đã nghe người nhà gọi điện thông báo họ đã bắt 13 người kể trên cùng với khoảng 40 người khác vì cái hành vi gây rối trật tự công cộng, cụ thể là ném phân vào cán bộ cưỡng chế. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, có lẽ tới khi họ bị bắt giam thì họ mới hiểu và thấm thía những cái điều tôi khuyên họ. Đó là những cái hành động rất nhỏ nhưng hậu quả họ để lại cho mình và gia đình vô cùng lớn. Dù rằng sau đó khoảng 2/3 trong tổng số 40 người bị bắt lần lượt được thả về, song ai nấy mặt cắt không còn một giọt máu, không ai còn dám nghĩ từ này khiếu nại hay phản đối nữa. 13 người bị khởi tố, chỉ có một người có trợ giúp viên pháp lý nhà nước hỗ trợ, có lẽ gia đình thuộc diện chính sách. Phần còn lại không ai là luật sư giúp đỡ họ. Một điều đáng ngờ, sau đó một số người bị bắt, gia đình họ cho biết được thuyết phục không nhờ luật sư, còn được vẽ đường cho hiệu chạy với những con số định sẵn. Và người được xem là cầm đầu được gia đình mời luật sư vào phút chót là cá nhân tôi. Nhưng sau khi tôi nộp đủ hồ sơ thủ tục luật sư tại tòa, chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau, tôi nhận được thông tin thân chủ mình từ trong trại gọi ra từ chối luật sư vì tin rằng không có luật sư sẽ được hưởng một cái mức án nhẹ hơn. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, vậy là giống như bao cuộc đấu tranh thất bại khác, từ những hành động đúng hợp pháp nhưng vì họ thiếu hiểu biết hay nóng vội, bức xúc nhất thời, điều đó sẽ khiến cho những cái nỗ lực bấy lâu này của họ trở nên vô nghĩa. Và phiên tòa xét xử những người nông dân chân đất sẽ được diễn ra vào sáng hôm nay, 18/1/2022, mà không có bất kỳ một luật sư nào sau khi đề nghị được gặp thân chủ tại trại tạm giam bất thành. Và một khi tôi không được gặp thân chủ để hỏi, làm rõ băn khoăn của mình, thì tôi có quyền đặt nghi vấn, cho rằng những cái nội dung trong văn bản, lời nói khi không có mặt của tôi, chưa đích thực là ý chí của thân chủ của tôi hay không.
Và thật là khiên cưỡng nếu tôi tin ngay rằng đó là sự thật, và tôi cũng khó lòng thuyết phục các quý vị tin đó là sự thật. Những người nông dân vốn quá yếu kém về mặt pháp lý khi ra tòa, không có bất kỳ ai bảo vệ cho họ, thì liệu chúng ta nghĩ ra sao về cái việc nhà nước có đối xử công bằng với họ hay không? Và phiên tòa có thực sự là phiên tòa của tất cả? Tứ bề đều vang lên những cái tiếng thừa dạ và lời nhận tội, cũng như những cái lời ăn năn hối cải thành khẩn khai báo của những người nông dân suốt đời quanh quẩn với đồng ruộng. Thật là buồn khi đi khiếu nại cho nhiều người dân trong vô vọng, theo luật sư Ngô Anh Tuấn, nhưng tôi buồn hơn khi họ cùng quẫn mà làm những cái điều dẫn tới những cái hệ quả đau lòng. Con người đấu tranh thì rơi vào vòng lao lý, còn vụ việc cần giải quyết thì rơi vào quên lãng. Theo luật sư Tuấn, tôi không biết phải nhắc thêm bao nhiêu lần nữa để mọi người tỉnh ngộ rằng bạo lực sẽ không bao giờ dẫn tới một cái kết quả tốt đẹp, dù nó tới từ bất kỳ phía nào, nhất là từ phía người yếu thế. Việc đấu tranh bằng bạo lực chỉ là bởi những cái người nông dân là hành động lấy trứng chọi đá, chỉ chuốc lấy thất bại, hao tổn, tốn của và làm giảm đi sự ủng hộ của một bộ phận dân chúng. Bởi vì những hành động bạo động đó khiến cho nhiều người trong số họ sẽ thấy phản cảm, thì ít nhưng họ lo sợ cho cá nhân họ nhiều hơn. Kết thúc bài viết, luật sư Ngô Anh Tuấn cho rằng tôi viết những cái dòng chữ này trên đường tôi từ Tuyên Quang về lại Hà Nội mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi không buồn vì thân chủ đã từ chối tôi, mà tôi có cảm giác như tôi đang bỏ rơi họ, hay đúng hơn, toàn thể chúng ta đang bỏ rơi họ, những cái số phận được cho là dễ bị tổn thương. Thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu những cái điều vừa kể bởi vì rất nhiều quý vị có hỏi, bây giờ trước cái tình hình đất nước bi bét như hiện nay thì cần có một cái giải thích gì, và người ta mong muốn nhận từ cá nhân tôi những cái lời khuyên cho họ. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi nói KTV không phải một tổ chức chính trị, KTV chỉ là một cơ quan truyền thông có trách nhiệm đưa các cái thông tin, những cái sự thật nhanh chóng tới mọi người. Còn cái vấn đề tiếp nhận thông tin, đánh giá và kết luận những cái thông tin của chúng tôi, mà chúng tôi khẳng định là những cái thông tin trung thực, chính xác, thuộc về quý vị. Chúng tôi không bao giờ cho ai, bởi vì chúng tôi không được phép, chúng tôi không đủ tư cách để trả lời quý vị những cái giải pháp cho chính trị Việt Nam, vì trách nhiệm đó thuộc về các cái chính trị gia, những cái người nhân danh đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, người ta phải có trách nhiệm. Và thưa quý vị, trở về một cái nội dung chính của bài nói chuyện hôm nay, đó là liên quan tới tin tức nội chính mà có những cái đồn đoán cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm có thể rời Bộ Công an để nhận một cái công việc khác, mà có nhiều đồn đoán cho rằng ông Tô Lâm sẽ ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước. Và thưa quý vị, điều đó nó là một mũi tên hai mục đích, và chắc chắn đó là cái giải pháp mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rất dễ đồng thuận để rút củi đáy nồi một cái vụ bê bối Việt Á mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang sử dụng nó như một cái vũ khí gây áp lực và tạo thành thế cho cá nhân cũng như phe nhóm của mình. Thưa quý vị, trước khi đi vào những cái nội dung chi tiết thì chúng tôi giới thiệu một cái thông tin, đó là Thanh tra Chính phủ đã chuyển 7 vụ án mua ký test qua Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ, dù rằng những cái điều đó theo truyền thông nhà nước chưa có kết luận rõ ràng, nhưng Thanh tra Chính phủ đã quyết định chuyển 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho Bộ Công an để điều tra mở rộng. Đó là phát biểu của Tổng Thanh tra Chính phủ ông Đoàn Hùng Phong, phát biểu tại cái hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, trong quá trình thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, kit test, sinh phẩm, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm của nhiều đơn vị. Và thưa quý vị, điều đó nó có liên quan gì đến cái Minh Chính, đồng thời cũng làm cái sự giải oan cho ông Phạm Minh Chính khi có những cái cáo buộc cho rằng bồ nhí của ông Phạm Minh Chính là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan đứng tên thay mặt trong số lãnh đạo cao cấp trong cái số 80% cổ phần của Việt Á hay không. Và thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng
Như chúng tôi đã nói với quý vị, khó có cơ sở để khẳng định ông Phạm Minh Chính dính líu trong cái vụ để cho người tình của mình nhún sầu vào cái vụ Việt Á. Tuy nhiên, có những cái dấu hiệu mà có sự đồng thuận của ông Phạm Minh Chính khi thúc đẩy Bộ Y tế, cụ thể là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, phải làm mạnh cái việc xét nghiệm mở rộng trên diện rộng, cũng là những cái điều mà người ta nghi vấn. Trở lại câu chuyện của Bộ Công an và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, ngày 17 tháng 1, Bộ Công an đã tổ chức công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm thêm hai Thứ trưởng Bộ Công an. Đó là Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế C03 và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, hai nhân vật vừa kể đặc biệt đó là Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra buôn lậu, tức C03, làm cái nhân vật rất thân cận của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Và thưa quý vị, những cái quyết định mới nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc bổ nhiệm thêm hai Thứ trưởng cho Bộ Công an, trong cái tình cảnh như quý vị đã biết, hiện nay Bộ Công an đã có 7 Thứ trưởng, trong khi quy định của Chính phủ về nhân sự của bộ lãnh đạo của Bộ Công an chỉ có 6 người. Như vậy là kể cả Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã dư ra 2 người. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao theo giới phân tích có những cái dấu hiệu thay thế ông Tô Lâm là như vậy. Thưa quý vị, lập tức sau khi có những cái đồn đoán cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ ngồi ghế Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, thì lập tức trên mạng xã hội, đặc biệt đó là những người được cho là có mối quan hệ đặc biệt với Bộ Công an, đã tung ra các cái thông tin. Thậm chí người ta đã phát hiện vào cái câu chuyện ngày 16 tháng 1 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ủng hộ Đức Phước có một cái văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế phối hợp với các địa phương điều tra về việc kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế. Và người ta đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như Bộ Công an, cũng như Bộ Tư pháp cần phải phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra bắt ướp Tổng cục Phó Tổng cục Thuế ông Vũ Trung Hùng, con rể của ông Nguyễn Xuân Phúc, về cái hành vi trốn thuế trong việc mua bán nhà, đó là căn nhà số 29A Đồng Khởi, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên sở hữu là Vũ Trí Hùng. Theo những cái cáo buộc cho biết, căn nhà có diện tích sử dụng 37,9 m², giá mua năm 2013 trên 20 tỷ, song ông Vũ Trí Hùng có cùng thủ trưởng Tổng cục Thuế hiện nay kê khai chỉ có 9 tỷ, thì không trốn thuế thì là gì? Song theo cái người cáo buộc cho biết, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đố dám động tới chàng rể quý Vũ Trí Hùng của ngài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dù rằng ông Nguyễn Xuân Phúc và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói chống tham nhũng không có vùng cấm nhưng có vùng né là như vậy. Nhất là những cái vụ việc dính đến gia tộc Tháp Nghiêm Nguyễn Xuân Phúc thì các cái cơ quan chức năng lại càng né và trốn xa. Đó là việc bé trai bị tử vong trong cái vụ trường Gateway, ngôi trường của con gái Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang là cổ đông chính, là một cái ví dụ điển hình cho việc chống tham nhũng có vùng né. Thưa quý vị, chưa hết, một blogger ở Đức thì có một cái bình luận đổ dầu vào lửa như sau. Thưa quý vị, theo cái ông Ngọng ở Đức, nếu tóm tắt tình hình chính trị năm 2021 của Việt Nam thì chỉ sử dụng một từ ngắn gọn, đó là loạn. Theo đó, nguyên nhân loạn bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ 13. Mọi quy tắc, quy định, điều lệ đảng đã bị phá vỡ. Ông Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư lần thứ 3, mặc dù điều lệ đảng quy định không được phép làm Tổng Bí thư liên tiếp 3 nhiệm kỳ. Và lẽ ra phải sửa điều này rồi mới để cho ông Trọng ngồi lại. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng bất chấp điều lệ đảng, không cần sửa điều để làm, ngồi lại. Ông lấy danh nghĩa là trường hợp đặc biệt, trong khi Nguyễn Xuân Phúc lẽ ra cũng đã về hưu vì quá tuổi, nhưng Phúc lại được ăn theo ông Trọng dưới dạng đặc biệt. Theo đó thật khôi hài, ở đại hội trước ông Trọng được nhấn mạnh là trường hợp đặc biệt duy nhất, thì đến lần này người ta nói qua loa về hai trường hợp đặc biệt ở lại Bộ Chính trị mà không giải thích gì nhiều. Tuy nhiên dù ở lại,
ông Nguyễn Xuân Phúc không được ở vị trí béo bở thủ tướng để tác động chính sách cho những dân sau. Và nếu ông Phúc muốn đi tiếp quân được cử lực, ông Phúc chỉ còn một con đường duy nhất là ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư mà ông Trọng già nua đang ngồi. Theo tác giả, cơ hội cho ông Phúc giành ghế tổng bí thư tỷ lệ thành công cao nếu thực hiện trong nhiệm kỳ đại hội 13 này. Bởi vì nếu để hết nhiệm kỳ bầu bắn trong đại hội 14 thì khả năng rất thấp lúc đó ông Trọng không muốn về và chơi bài cả hai dắt tay nhau về. Theo tác giả, vào khoảng đầu quý 4 năm 2021, ông Trọng trước câu hỏi về sức khỏe và người kế nhiệm ông Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi đề nghị tới Đảng Cộng sản Trung Quốc giới thiệu nếu sức khỏe của ông Trọng không đảm bảo để ngồi tiếp làm việc thì người kế nhiệm thay ông Trọng sẽ được giới thiệu sau Tết Nguyên đán là Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc. Chưa hết, thưa quý vị, theo tác giả, phương án người thay thế Chủ tịch nước chưa được nói đến. Phương án ông Tô Lâm cũng không được khẳng định vì chưa biết ai sẽ thay ông Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Và khả năng thay ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an được dự phòng có hai trường hợp, đó là Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. Và nếu Tô Lâm làm Chủ tịch nước thì ông Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an, lúc đó thế lực của Tô Lâm quá mạnh bởi vì Lương Tam Quang là một cái đệ tử thân tín cũng như một người đồng hương của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Bỗng nhiên vụ Việt Á được Tô Lâm khui ra. Trong vụ Việt Á này, người ta thấy rất rõ dấu ấn của những người Quảng Nam. Theo đó, Phan Quốc Việt bắn ký tét Nguyễn Công Khế, một người đồng hương của ông Phúc thì lăng xê. Ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tặng thưởng cho Việt Á huân chương lao động hạng 3, đồng thời chỉ đạo các tỉnh phải gấp rút mua ký tét. Dù là Nguyễn Xuân Phúc không chỉ đạo rõ mua của ai, nhưng trong địa phương tự hiểu là nên mua chỗ nào, không mua của người đồng hương, vừa được thủ tướng đề xuất tặng huân chương thì mua của ai bây giờ. Thưa quý vị, những cái điều này nó là cá buộc, vô lý. Bởi vì quý vị biết người ký cái quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3 năm 2021. Ở đây chúng tôi cũng phải nói rõ, vào cái thời điểm đó Quốc hội chưa phê chuẩn, do đó Nguyễn Phú Trọng vẫn là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư, hay ngược lại. Và thưa quý vị, người ta cáo buộc cho Nguyễn Xuân Phúc liên quan, lại cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đề xuất tặng rồi lại nói ông Nguyễn Xuân Phúc ký tặng huân chương, thì đó là một cái điều cáo buộc không có căn cứ. Trở lại cái bài viết của blogger Ngọc, theo đó vụ Việt Á đã khiến cho phương án thay đổi cho bù hiện nay đang rơi vào một cái tình thế khó xử, khiến cho những cái đại gia tốt đầu cũng không biết canh bạc tới đây ai sẽ là người cầm cái, và dẫn tới một số quyết định thay đổi kinh doanh gây xáo trộn thị trường chứng khoán và bất động sản. Tuy nhiên, theo tác giả, đó chỉ là những cái giọt nước. Trước đó là những cái đại gia tốt đầu cũng đã cân nhắc trong việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ và giới thiệu Nguyễn Xuân Phúc thay thế sẽ ảnh hưởng cho họ như thế nào. Và thưa quý vị, vụ Việt Á được thâu tóm về Ban Chỉ đạo Trung ương xử lý và giải quyết, có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng tạm thời không có quyền chỉ đạo để các bên có thể dàn xếp nội bộ và cũng có thể hoạch định lại việc sắp xếp đế cho hài hòa quyền lợi giữa các phe nhóm trong đảng. Và điều đó, theo tác giả, nó buộc ông Nguyễn Xuân Phúc phải thỏa thuận đổi lại cái vụ Việt Á chìm xuồng với điều kiện ông sẽ ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư, cũng như việc đồng ý để Bộ trưởng Công an Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước. Và thưa quý vị, những cái điều vừa kể nó có liên quan gì tới một cái kế hoạch được cho là Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiến hành một cái cuộc đảo chính không tiếng súng để phế truất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giành cương vị Tổng Bí thư? Liệu nó có những cái vấn đề liên quan hay trái ngược với nhau hay không? Vì như quý vị đã biết, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang ở cái thế thượng phong, nó không có cái sự hứa hẹn rằng hệ thống mục rốn tha hóa tận cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, với cái sự lãnh đạo của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nếu có may mắn để lọt vào cái chức vụ Tổng Bí thư, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam kế nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì chắc chắn xã hội Việt Nam cũng khó có thể tốt lên. Mà chúng ta tạm coi đó là một cái cuộc hành trình lật đổ
của các phe nhóm trong đảng giữa hai đối thủ. Và thưa quý vị, lâu nay chúng tôi nhắc tới Tô Lâm là đối thủ của Nguyễn Phú Trọng không ai tin. Và đến bây giờ quý vị đã tin hay chưa? Tất cả những cái điều KTV dự đoán từ trước tên này, nhiều người cho rằng KTV không hiểu về chính trường Việt Nam, quý vị đã nhầm. Tất cả những điều chúng tôi đánh giá từ cái lúc nó còn sơ khai, nhưng chúng tôi sớm phát hiện ra những cái dấu hiệu để thấy rằng thế lực chính trị nào đang tìm cách thanh toán này. Thưa quý vị, cách đây 3-4 tháng chúng tôi có đề cập tới những cái thông tin rò rỉ từ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có những cái nỗ lực để vượt lên giành chức kế nhiệm Tổng Bí thư từ ông Nguyễn Phú Trọng nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu vào tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên có những ý kiến cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm không có cơ hội, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giao chức ghế Tổng Bí thư cho 3 nhân vật trong tam trụ hiện nay, đó là Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, chứ Bộ trưởng Công an Tô Lâm chưa có cửa. Thưa quý vị, những cái gì nó diễn ra khi mà nó có những cái cơ hội và người ta cảm thấy nó đang gần trở thành sự thật, lúc đó thì người ta mới tin. Và thưa quý vị, chúng tôi nói Bộ trưởng Công an Tô Lâm lâu nay là một cái người được cho là một nhân vật siêu quyền lực. Ông Công an Tô Lâm đã nắm được các cái bí mật của các quan chức Việt Nam, kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở xuống. Đó là lý do ông Tô Lâm đưa ra những cái tài liệu gì thì những cái tài liệu đó hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì như quý vị đã biết, ông Tô Lâm vốn là thư ký của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một cái người được cho là đối thủ chính trị mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như ông Trương Tấn Sang muốn hạ gục kể từ Đại hội 11. Kể cả việc Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng sau khi về hưu đã được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giữ lại dưới chức vụ Cố vấn An ninh và Tôn giáo. Và trước sức ép của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 11 đã phải cho ông Nguyễn Văn Hưởng nghỉ hưu. Và thưa quý vị, trước khi ông Nguyễn Văn Hưởng nghỉ thì đã tồn lại một cái di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan tới cái vụ bê bối mà ông Nguyễn Phú Trọng dưới thời Bí thư Thành ủy Hà Nội khi đó đã bắt tay với ông Hoàng Văn Miên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã nhận quà tặng của cái tập đoàn Sipucha, đó là 2 căn hộ ở khu biệt thự Sipucha Bắc Thăng Long. Và hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã bán một căn cho con trai ông Nguyễn Phú Trọng là ông Nguyễn Phú Trường, một lãnh đạo của Đoàn Thanh niên đang sở hữu hiện nay. Thưa quý vị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng được cho là một con cáo già, nắm được rất nhiều các cái thông tin bí mật của các quan chức Việt Nam. Đó là lý do tại sao Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng sau khi về hưu gần 10 năm vẫn có cái vai trò khuân vác chính trường Việt Nam, đặc biệt ở cái khối tư pháp, tòa án, viện kiểm sát và ngành công an hầu như nằm trong tay khống chế của tướng Nguyễn Văn Hưởng. Đó là những cái lợi thế cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Khi ông Tô Lâm đã có những cái mâu thuẫn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc ông Tô Lâm giải cứu cho đại tá phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo Nguyễn Văn Linh là con trai của Nguyễn Văn Hưởng, và ông Nguyễn Phú Trọng đã không hài lòng ông Tô Lâm trong cái việc quay lưng lại Nguyễn Phú Trọng mà ủng hộ thầy cũ là Nguyễn Văn Hưởng. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao ông Nguyễn Văn Hưởng, đặc biệt là cái phe Nghệ An của ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, luôn luôn rình mò những cái động thái, những cái sai sót của Bộ trưởng Công an Tô Lâm để tìm cách gây hấn và lật Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Và như quý vị đã biết, dư luận xã hội cho rằng phải cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng đã chọc dẫn Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong cái scandal liên quan tới cái bữa tiệc thịt bò rán vàng. Và một cái sai lầm của Nguyễn Phú Trọng đã quá đà khi giễu cợt Bộ trưởng Công an Tô Lâm trước kỳ hội nghị chấn chỉnh Đảng Cộng sản Việt Nam, là một cái hội nghị hết sức quan trọng, có sự góp mặt của các cái lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó là lý do ông Tô Lâm đã nổi xung, và với cái sự kích động của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng và tất cả những điều gì xảy ra thì như quý vị đã biết, kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2021, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ đại án Việt Á, tiến hành bắt giữ Tổng Giám đốc ông Phan Quốc Việt
và giám đốc CDC Hải Dương ông Phạm Duy Tuyển. Và thưa quý vị, từ đó những cái vụ tham nhũng một cách cũng quy mô có tổ chức, một cách bài bản hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, phân công trách nhiệm cho các nhân vật đóng vai đã bị lột trần. Và thưa quý vị, người ta nói cái việc cơ quan điều tra C03 điều tra xét hỏi đối với Phan Quốc Việt thì như một cái câu chuyện dễ như trở bàn tay. Và thưa quý vị phải hiểu rằng Bộ Công an với sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưởng điều tra theo một cái lối gọi là câu giờ để làm đau đầu các cái đối thủ của ông Tô Lâm, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những cái tin tức do Bộ Công an tiết lộ thông qua các cái kênh truyền thông trên mạng xã hội nó mỗi ngày rò rỉ một ít, khiến cho phe của Nguyễn Phú Trọng cũng như ông Phan Đình Trạc không thể trở tay. Và thưa quý vị, cái việc ông Tô Lâm làm cái vụ đại án Việt Á và câu giờ như vậy, tất cả nó nằm trong một cái kế hoạch mà Bộ Công an cùng như Bộ Quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Phan Văn Giang. Và đó là lý do tại sao ông Tô Lâm đi những cái nước cờ rất cao. Những cái điều người ta tưởng chừng Tô Lâm không bao giờ dám làm, điều Tô Lâm dám làm không những thế còn làm mạnh hơn những cái điều mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phan Văn Giang tưởng tượng. Theo quý vị, cái vụ bê bối của ngành y tế trong việc mua sắm kit test xét nghiệm của công ty Việt Á, nó là một cái vụ đại án chấn động và ảnh hưởng tới uy tín, thậm chí là sự sinh tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số quan chức y tế ở cấp bộ và một vài địa phương và một số lãnh đạo cấp bộ của Bộ Y tế, Bộ Khoa Công nghệ đã bị tiến hành khởi tố bắt giam. Điều đó đã khiến cho những cái cơ sở CDC, các cái bệnh viện lớn và các trung tâm y tế trên cả nước rúng động. Bởi vì như quý vị đã biết, vòi bạch tuộc của công ty Việt Á nó đã vươn tới hầu hết tất cả những cái ngóc ngách trong ngành y tế qua những cái đồng tiền mà người ta nói tanh mùi máu, mang màu hối lộ. Và thưa quý vị, một cái điều quan trọng là nếu như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mà không nổi sung đối với cái vụ việc miếng thịt bò rát vàng thì chắc chắn không có cái vụ kit test xét nghiệm dởm của Việt Á. Đó là lý do theo giới phân tích cũng như dư luận xã hội cho rằng từ một cái sự kiện có lẽ là hoàn toàn tình cờ khi hình ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm không dưới 3 lần bị truyền thông quốc tế chịu tác động của những cái thế lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ tiền thuê để ra rả bôi nhọ Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Một cái hình ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm đớp miếng thịt bò rát vàng nó trở thành một cái hiện tượng lan tỏa trên báo chí quốc tế cũng như mạng xã hội, không chỉ ở Việt Nam, kể cả các mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Twitter, làm cho đám chóp bù Đảng Cộng sản Việt Nam nóng mặt. Và như chúng tôi đã nói với quý vị, những cái kẻ đối thủ chính trị của ông Tô Lâm đã nhìn đó định tiện tay rát rề để tạo điều kiện hạ uy tín Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Và đúng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế đầy quyền lực mà người ta gọi là chiếc ghế dưới một người trên vạn người. Và thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng cũng có những cái tính toán sai lầm, đó là cảm thấy sức ép dị loạn quá lớn và ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ tàng ma hòe lấy những cái câu kiều lấy ý ám chỉ miếng ăn của ông Tô Lâm. Đó là cái miếng ăn là miếng ngục. Trong một cái hội nghị chỉnh chống đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói nghĩ mình thể diện quốc gia, quan trên trông xuống người ta trông vào. Thậm chí còn nói miếng ăn là miếng tối tàn, không ăn một miếng lộn gan lên đầu. Và điều đó đã khiến cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm lộn tiếp. Và thưa quý vị, trong cái việc chữa lửa cháy rừng có một cách ít ai biết, đó là người ta lấy cháy rừng để chữa cháy rừng. Và Tô Lâm đã đáp trả theo một cái chiến thuật như vừa kể bằng một cái vụ đại án Việt Á mà theo giới phân tích và dư luận xã hội đánh giá cho rằng là một cái vụ kinh thiên động địa, nó đã lật toàn bộ hoàn toàn thế cờ khi mà ông Tô Lâm ở một cái thế phòng thủ tường chừng đã đứt gãy. Vậy mà Tô Lâm đã vươn mình đứng dậy chói lòa, Tô Lâm lật lại thế cờ. Và một người bị động nhất trong cái thời điểm hiện nay không ai khác là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, những cái nhận định của KTV cho tới lúc này
khó có thể tìm ra những cái điều KTV nhận định sai. Xong, một cái điều chúng tôi muốn nói với quý vị rằng cuộc đảo chính cung đình của Bộ trưởng Công an Tô Lâm nó cũng chẳng mang tới một xã hội bớt tham nhũng hơn, dân chủ hơn hay minh bạch hơn. Bởi vì những cái con sâu nhỏ, sâu to có thể đem ra công diễn trong một vở kịch công lý sau khi các cái băng đảng, các nhóm chính trị, các cái đối thủ chính trị trong hệ thống một khi bị đe dọa quyền lợi và sự tồn vong, họ sẽ ngồi lại để hiệp thương ngã giá với nhau. Và thưa quý vị, bây giờ không là cái sự điều đình giữa ủy ban, tức ban chấp hành trung ương, không phải là tứ trụ có quyền quyết định, mà kẻ nắm trong tay những cái tài liệu, những cái bí mật bẩn thỉu nhất nắm trong tay súng, kẻ đó là người có quyền quyết định sinh mệnh chính trị của từng vị trí trong toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và người đó không ai khác chính là Bộ trưởng Đại tướng Công an Tô Lâm. Thưa quý vị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, ông thầy của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, rất hiểu rõ những cái thủ pháp chính trị tiền của người Trung Quốc, đó là tiền tụ hạ vi cường, dĩ độc trị độc, dùng lò trị lò, là những chiêu pháp mà người ta thấy tới đây. Và kể cả trong thời gian qua, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Và cái cuộc chơi này, Tô Lâm đã chơi những cái đòn thần kinh đối với các cái quan chức cao cấp, đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kéo dài cuộc chơi để tra tấn về mặt tâm lý. Nhưng rõ ràng chúng ta phải thừa nhận ván cờ của Bộ trưởng Công an Tô Lâm quá lớn, khiến cho người dân bên cạnh sự vui mừng cũng cảm thấy những cái sự lo lắng. Bởi vì quý vị phải hiểu rằng một cái thế lực chính trị ở phương Bắc chắc chắn người ta không dễ dàng bỏ qua, mà người ta có thể chỉ bỏ qua cho việc Tô Lâm triệt hạ Nguyễn Phú Trọng, nhưng Tô Lâm đụng tới Phạm Minh Chính thì Tô Lâm sẽ có chuyện. Và thưa quý vị, người ta sẽ tạo ra những cái xung đột trong đảng lan rộng và tạo điều kiện gây ra những cái bất ổn, có thể là các cái cuộc tấn công bằng vũ khí để tạo điều kiện cho quân đội Trung Quốc xâm nhập Việt Nam để ổn định chính trị. Bởi vì như quý vị đã biết, trước đại hội 12, ngày 23 tháng 12 năm 2015, Cựu Chủ tịch Quốc hội ông Nguyễn Sinh Hùng đã thăm Trung Quốc, và Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra một cái nghị quyết cho phép quân đội Trung Quốc đưa quân ra nước ngoài để chống khủng bố. Và cái điều đó năm 2015 trước đại hội 12 được cho là Trung Quốc đã chuẩn bị các cái hậu thuẫn, tạo điều kiện cho Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư dưới cái điều kiện mà ông Nguyễn Tấn Dũng đang ở cái thế thượng phong. Và 90% giới phân tích và các nhà bình luận nổi tiếng trên thế giới khẳng định Nguyễn Tấn Dũng sẽ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đại hội 12. Và thưa quý vị, Trung Quốc làm được tất cả những cái điều mà không ai có thể làm được. Và thưa quý vị, xin quý vị đừng quên rằng hàng chục ngàn tỷ từ ngân sách người ta chi cho công an, chi cho quân đội nhiều hơn chi cho giáo dục và y tế, thì cái lực lượng công an quân đội sẽ không để yên. Đặc biệt những cái quần chúng nhân dân tham gia ủng hộ Bộ trưởng Công an Tô Lâm họ cũng sẽ không tha. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định với quý vị, tới cái thời điểm hiện nay, vấn đề ở đây là chỉ có Bộ Công an và Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tướng Phan Văn Giang đã có trong tay các cái phương tiện, các cái nguồn lực, các cái phương tiện không chỉ độc quyền về thông tin, độc quyền về công bố các cái thời, các cái thủ đoạn trục lợi của những cái phe nhóm ở trong đảng. Với cái sự tham mưu của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, chắc chắn Tô Lâm còn nhiều những cái trò chơi táo bạo hơn mà người ta nói khó có thể đoán trước được. Và một cái điều rút ra là qua nước cờ Việt đã, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cho thấy có khả năng sẽ trở nên và trở thành ông vua. Và thưa quý vị, tại sao trong cái vụ án tai tiếng thịt bò rát vàng vậy mà 499 đại biểu Quốc hội Việt Nam im thin thít? Bởi vì cái uy lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, những người hoạt động trong chính trường Việt Nam người ta quá rõ. Đó là lý do tại sao 800 tỷ hay 1.000 tỷ, kể cả 2.000 tỷ mà Việt Á chia trác cho các cái quan chức cao cấp từ trên xuống dưới, chia trác cho ai bao nhiêu, tất cả Tô Lâm đều có cái hồ sơ trong tay. Và thưa quý vị, giờ đây bằng cái việc phanh phui và nhỏ giọt các cái tin tức liên quan tới đại án Việt Á,
Đó là một cái chiều Tô Lâm áp dụng chiến tranh tâm lý theo phương thức giết gà để dọa khỉ. Những cái điều chúng tôi vừa kể nó hiển hiện từng ngày từng giờ, và đó là lý do hệ thống quyền lực, đặc biệt các nhân vật chóp bù trong chính trường Việt Nam hiện nay đang nín thở, bởi vì không ít người đã dự phần trong các vụ áp phe tương tự như Việt Á, thậm chí còn nhiều những cái vụ việc tày đình hơn Việt Á mà Tô Lâm có trong tay. Tất cả Đảng Cộng sản Việt Nam đang sợ hãi trước ưu quyền của ông Tô Lâm trong những ngày này. Đó là lý do tại sao giới phân tích khẳng định vụ Việt Á thực chất là một cái cuộc đảo chính quân bình không tiếng súng. Qua đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chính thức lộ diện là một kẻ có quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam trong những ngày này. Đó là một cái mô hình chính trị quyền lực kiềm tự pháp. Tô Lâm là đỉnh chóp chứ không phải là Nguyễn Phú Trọng, và rõ ràng sẽ không có công lý nào mà Việt Nam tiếp tục chìm sâu trong những cái cuộc chém giết giữa các cái phe nhóm trong đảng. Và tương lai đất nước là một cái tương lai bất định, không có gì sáng sủa hơn. Và thưa quý vị, có những cái tin hành lang cho biết Tổng Bí thư trong những ngày này đã hai lần bỏ các cái cuộc họp của Bộ Chính trị với lý do sức khỏe. Và một cái điều đáng nói hơn đó là kể từ khi xảy ra cái đại án Việt Á được công khai, đó là ngày 10 tháng 12 năm 2021 cho tới nay, hầu như ông Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện đăng đàn để chém gió như những cái thời gian trước đây. Thưa quý vị, theo giới phân tích, có một cái điều đáng buồn hơn cả là phản ứng sau ở Việt Nam trước một cái vụ án tham nhũng khủng khiếp và tày đình, nó đã tạo ra một cái thảm kịch về lương tri, nó thể hiện cái sự băng hoại đạo đức đến tận gốc rễ của toàn bộ hệ thống chính trị xã hội. Mà phản ứng của người Việt Nam cũng chỉ quan sát theo dõi mà không hề lên tiếng, thậm chí vẫn còn một cái số đông vẫn tin tưởng và ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những điều chúng tôi vừa kể nó cho thấy một cái náo trạng đáng sợ của người Việt Nam hiện nay, đó là họ quen dần với những sự bất công, họ chấp nhận cái ác, chấp nhận cái tệ tham nhũng đầy rẫy và trở thành một cái văn hóa của xứ Việt Nam. Người dân Việt Nam bây giờ họ nghe những cái câu chuyện liên quan tới chính trị Việt Nam nói chung hay đại án Việt Á chỉ coi như đó là những cái câu chuyện thâm cung bí sử mang tính thuyết âm mưu, mà đa số họ không nhận thức được rằng họ chính là nạn nhân của hệ thống hiện nay, hoặc họ mặc nhiên chấp nhận nó. Và thưa quý vị, đó là cái não trạng của một dân tộc tự băng hoại và khó có thể tránh khỏi diệt vong, bởi vì người Việt Nam đang đối diện với những cái ác mà người dân Việt Nam không lên tiếng, không có phản ứng, trong khi các quan chức Cộng sản Việt Nam được ví ác như những con thú. Bởi vì như quý vị đã biết, con sư tử nó ăn thịt con nai nhưng nó không ác. Nên cái con cá lớn nó nuốt một con cá bé, con cá lớn nó cũng không ác. Tại sao lại nói như vậy? Vì nói đơn giản, con người ta ăn cái bánh mì, ăn cái xúc xích mà thôi. Bởi vì bánh mì, xúc xích nó không có sự sống. Nói nó ác thì chúng ta nhìn nhận ở cái góc độ của con người, thì chúng ta nói con sư tử ăn thịt con nai, con cá lớn ăn con cá bé, nó không ác. Những cái con cá, con sư tử, nó không có nhân tính. Và thưa quý vị, dư luận xã hội cho rằng không cần bom đạn của giặc Mỹ cọp bèo, chỉ cần một cái chiến dịch chống dịch như chống giặc, rồi người ta đổ hàng núi tiền tới 2.000 tỷ để xét nghiệm trên diện động, mở các cái chiến dịch truy bắt, đem nuốt hàng trăm các ca F0, F1, F2 để người ta chọc mũi lấy tiền trong suốt 5-6 tháng trời. Những cái điều chúng tôi vừa kể theo giới phân tích nó thừa khả năng để hủy hoại cả cái nền kinh tế, tiêu hủy một cái phần lớn động lực phát triển của xã hội Việt Nam. Một cái điều nguy hiểm hơn đó là nó đẩy hàng triệu người vào cảnh bần cùng, hàng ngàn đứa trẻ mất cha mất mẹ. Và thưa quý vị, tất cả để đổi lại những cái tài khoản khổng lồ nhanh chóng đút vào cái lũ túi của cái lũ quan tham. Không chỉ Bộ Y tế, Bộ Khoa Công nghệ hay các cái quan chức chính phủ Việt Nam nói riêng, mà kể cả một cái hệ thống chính trị, kể cả người đứng đầu đảng cũng có sốt. Thưa quý vị, căn cứ vào những cái phân tích và thông tin diễn biến
nó không phải là cái bữa thịt bò rát vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, mà người ta nói đó là cái bữa tiệc thịt người của một cái bầy kiền kiền đỏ, thì có lẽ nó sẽ còn dài và còn nhiều. Và không chỉ có một cái vụ việc Việt Á đâu, nó còn nhiều Việt Á khác. Bộ Y tế và toàn bộ hệ thống chính trị của xứ Đông Lào sẽ còn nhiều vấn đề mà Bộ Công an sẽ làm rõ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, phải cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và một cái bữa tiệc thịt bò rát vàng. Bởi vì nếu không có cái vụ thịt bò rát vàng thì không có cái sự nổi dẫn đùng đùng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Nếu như không có cái vụ án Nguyễn Phú Trọng truy bắt bằng được con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, thì không có một cái liên minh liên kết để lật kèo đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, từ một cái sự kiện có lẽ hoàn toàn tình cờ khi hình thành Bộ trưởng Công an Tô Lâm đớp một cái miếng thịt bò rát vàng và trở thành một cái hiện tượng đình đám không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn cầu. Và những cái thế lực chính trị của Nguyễn Phú Trọng đã tận dụng cơ hội này, định tiện tay dắt dề đá Bộ trưởng Công an Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an để lấy lại cho Phan Đình Trạc, một cái kẻ có tham vọng trước đại 13 cũng vậy. Và thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng 78 tuổi đời còn không rút ra được cái bài học kinh nghiệm mà vội vã trong cái việc lầy kiều để dạy dỗ Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thì rõ ràng Nguyễn Phú Trọng trong lúc này đang bối rối phải trả lời trước công luận về cái vấn đề tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại đặt bút ký trao tặng cho Việt Á một cái tấm huân chương lao động hạng ba, nhận bao nhiêu tiền, ai môi giới. Cần phải làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Thanh Trà cũng như trợ lý Tổng Bí thư ông Hồ Vũ Hoàng. Và thưa quý vị, người ta nói nếu Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm quyết định không dừng, không nghỉ thì sẽ cả một cái hệ thống ma quỷ kiếm mặn trên xác người của Bộ Y tế và các cơ quan chức cộng sản Việt Nam với cái sự hậu thuẫn nhiệt thành của bộ máy tuyên giáo, đặc biệt hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương. Đến nay, như quý vị đã thấy ở địa phương Đà Nẵng mà chúng tôi trình bày ở cái bài nói chuyện phần trên, thì tất cả mọi việc đang dần dần hé lộ. Vấn đề là Bộ trưởng Công an Tô Lâm có làm tận cùng hay không. Song chúng tôi hy vọng với một sự hậu tuấn của Bộ Quốc phòng thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm có thể vững tay kiếm để chém tất cả những ai cản đường trong cái việc điều tra. Thậm chí cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không ngoại lệ. Và thưa quý vị, thậm chí người ta trong những ngày gần đây, trước cái mâu thuẫn của Bộ trưởng Công an và Thủ tướng Phạm Minh Chính, người ta nghi ngờ rằng ông Phạm Minh Chính đang định bỏ rơi Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Và tại sao giữa cái lúc căng thẳng nhất này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm lại đánh vào cái sân sau của ông Phạm Minh Chính, đó là tập đoàn FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết, là một cái cơ sở kinh tài cho tỉnh ủy Thanh Hóa. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, cái mối quan hệ của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Trung Quốc không khác nhiều Nguyễn Vũ Trọng, đó là những cái kẻ dẫn đường rác cáo vào nhà. Và thưa quý vị, không dừng lại ở đó, về Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ ông Chu Ngọc Anh, rồi Học viện Quân y, tướng tá trong quân đội, vân vân. Tất cả những cái thành phần chúng tôi vừa kể chưa hết, đó là những cái thành phần có mặt trong bữa tiệc sát người nhập muộn này. Và chắc chắn không một ai không liên quan dự phần. Một cái điều quan trọng nhất bây giờ là chỉ có Bộ trưởng Công an Tô Lâm là người nắm toàn bộ hồ sơ của vụ án qua các cái lời khai của Tổng Giám đốc Công ty Việt Á ông Phan Quốc Việt và Tô Lâm, với những cái chứng từ chi, những cái khoản chi chuyển khoản mà Công ty Việt Á cung cấp cho cơ quan điều tra, thì cái việc cơ quan điều tra lắp ráp những cái bộ tranh xếp hình để hình dung toàn cục một cái vụ án lừa đảo mang tính hệ thống từ cái đỉnh xuống dưới, thậm chí có cả vai trò tham gia góp sức của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, một cái điều thực sự ngoạn mục đó là Tô Lâm từ vị thế chuẩn bị trở thành dây tế thần cho hệ thống chính trị và các cái thế lực chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cái phe phái ủng hộ Tổng Bí thư, đã đảo lộn hoàn toàn, biến tất cả thành dê. Và đó là lý do theo giới phân tích
Đài án Việt đã thực sự là một cái cuộc đảo chính hoàn hảo, cực kỳ ngoạn mục, không có tiếng súng. Và đắc lực vừa thế cờ, nó là một cái cơ hội được cho là có 1-2 bên Bộ trưởng Công an Quân Tô Lâm có thể thanh toán tất cả các thế lực chính trị chống lại ông ta, đặc biệt liên quan tới cái vụ đại án về Thăng Á. Mà sơ bộ ban đầu, như quý vị đã biết, hầu hết các nhân vật thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nằm trong danh sách chuẩn bị khởi tố bằng cái việc phanh phui đại án Việt Á và vai trò của tất cả các cái mắt xích trong liên minh ma quỷ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Công an Tô Lâm theo giới phân tích đã gần khẳng định một cái vị trí độc tôn và đang dần dần khuynh hoát thao túng quyền lực để nắm quyền thống trị trên bàn cờ quyền lực của chính trường Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, đó là chính trị, những cái điều bất ổn mới là những cái điều có giá trị vững chắc. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.